Kỳ lạ, gia đình có 14 ngón chân, 12 ngón tay. Một gia đình tại xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình được rất nhiều người biết đến chỉ vì dị tật ngoài ý muốn. Nhiều thành viên của gia đình này có 14 ngón chân và 12 ngón tay. Cũng bởi vậy mà họ chưa bao giờ đi được giày dép. Gia đình nói trên sinh sống tại bản KI, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, một bản nghèo nơi biên giới của tỉnh Quảng Bình. Gia đình này có 4 người mang dị tật di truyền bẩm sinh khi có đến 14 ngón chân và 12 ngón tay. Theo sự chỉ dẫn của ông Cao Xuân Sim, trưởng bản KI, chúng tôi tìm đến nhà của anh Hồ Cao để một sở thị đôi bàn chân tay kỳ lạ nói trên. Tới căn nhà nhỏ nằm gần cuối bản, chúng tôi gặp Hồ Cao 20 tuổi cùng em trai là Hồ Kẹt 13 tuổi đang ở nhà. Cả hai anh em đều đi chân trần, lộ ra đôi bàn chân gồ ghề có 14 ngón rõ ràng. Mỗi bàn chân của Hồ Cao và Hồ Kẹt đều có 7 ngón, đang khít vào nhau, có xương ngón nối thẳng vào bàn chân và có thể cử động, tuy là hơi khó khăn. Còn bàn tay thì tách biệt 6 ngón, riêng ngón út có ngắn hơn. Anh Hồ Cao cho biết, gia đình anh có 4 người mang dị tật với nhiều ngón tay ngón chân. Dị tật này do di truyền từ đời bà ngoại anh là bà Hồ Thị Ca, năm nay đã ngoài 90. Anh Cao có 3 anh em trai thì chỉ duy nhất người em thứ hai là không bị dị tật, vẫn có 10 ngón tay chân bình thường. Mẹ của anh Cao là bà Hồ Thị Keo cũng có 14 ngón chân và 12 ngón tay, bà vừa mới mất cách đây không lâu. Khi sinh ra đã thấy có vậy rồi, cũng không biết vì sao, bà ngoại và mẹ cũng bị như vậy. Cả đời từ nhỏ đến lớn chưa lần nào được đeo dép vì không có đôi dép nào mang vừa, anh Hồ Cao chia sẻ. Mang đôi bàn chân kỳ lạ gồ ghề chưa một lần được đeo dép cũng khiến việc lao động hàng ngày của hai anh em bị hạn chế. Khi vào rừng lên rẫy thường hay vướng chân vào dây leo và cây cỏ. Cũng như bao người dân trong bản KI, cuộc sống của hai anh em Hồ Cao rất vất vả. Hàng ngày đều phải lên mương rẫy vào rừng già để kiếm cái ăn. Hai anh em hiện đang sống trong một căn nhà tình thương nhỏ. Ngoài ra, dân bản cũng được cấp phát mỗi tháng là 15kg gạo một người. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!